Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với YouTube điện tử Bảo An Hotline 0969 920 838. Thì những anh chị, cô dì, chú bác nào đang quan tâm cũng như muốn tìm hiểu về tất cả các dòng sản phẩm như là camera mini siêu nhỏ, thiết bị định vị GPS siêu nhỏ, máy ghi âm ghi hình siêu nhỏ, thiết bị dò sóng và kích sóng thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên gọi điện tới số hotline của bên em để được bên em tư vấn anh chị nhé. Ngoài ra thì bên em còn nhận độ chế máy ghi âm, camera định vị vào tất cả các đồ vật theo yêu cầu của quý khách hàng như là ổ điện, bóng đèn, mũ bảo hiểm, mũ lưỡi chai, xe dầu gội đầu, xe vim tẩy rửa, búp bê, pin sạc dự phòng, thiết bị đuổi côn trùng và mọi cái sản phẩm chế bên em thì đều giữ nguyên hiện trạng của sản phẩm gốc. Ví dụ như là ổ điện thì vẫn có thể cắm điện, quạt thì vẫn có thể quay, cũng như là pin sạc dự phòng thì vẫn có thể là sạc pin điện thoại bình thường anh chị nhé. Thì anh chị nào mà có nhu cầu chỉ cần gửi hình ảnh qua số Zalo 838 hoặc là inbox trực tiếp qua bên em thì bên em sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ anh chị 24/24 để anh chị có thể lựa chọn được những sản phẩm hài lòng nhất, ưng ý nhất, phù hợp với tiêu chí của mình đề ra nhất anh chị nhé. Thì quay trở lại với series giới thiệu sản phẩm của bên em ấy, thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh chị một bộ sản phẩm đang bán cực kỳ là chạy trên thị trường cũng như đang được rất nhiều khách hàng quan tâm và sử dụng. Đó chính là chiếc camera mini F64 anh chị nhé. Thì với bộ sản phẩm này anh chị hoàn toàn có thể quay video với độ phân giải là full 4K. Quay video thì đầy đủ âm thanh, xem được online trực tiếp từ xa, không giới hạn khoảng cách khi nơi đặt cam có wifi, góc quay thì cực kỳ là rộng, lên đến là 150 độ thì anh chị là hoàn toàn là có thể là làm thành một chiếc camera giám sát ở trong gia đình để giám sát con cái học hành, giám sát người làm, người giúp việc, giám sát là đồ vật, tài sản một cách bí mật nhất, an toàn nhất mà không ai người ta có thể phát hiện ra được, hoặc là mình cũng có thể là quay người đối diện, quay người trước mặt, hoặc là mình cũng có thể là cầm đi chơi, đi dã ngoại đấy, cầm theo camera mini này để mình quay lại những cái video cũng như những khoảnh khắc đẹp về nhà mình xem lại anh chị nhá. Thì không phải để anh chị đợi lâu nữa, em sẽ cùng anh chị là đi đến khám phá các chức năng cũng như cách sử dụng của bộ sản phẩm camera F64. Thì đầu tiên ấy, khi anh chị mua hàng về thì là bên em sẽ tặng kèm với chị một chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty 128GB. Với chiếc thẻ nhớ này thì anh chị có thể lưu giữ được video cũng dữ liệu lên đến là 20 ngày liên tục và sẽ có chức năng là ghi đẩy cũng như ghi đĩa anh chị nhá. Sau khi đẩy thẻ nhớ bước sang ngày 21 thì sẽ tự động xóa ngày 1, bước sang ngày 22 thì sẽ tự động xóa ngày 2 để anh chị có thể lưu giữ được video cũng như dữ liệu trong vòng 20 ngày gần đây nhất. Ở đây thì anh chị có thể thấy này, ở đây có một cái thẻ to nhé. Thì nhiều anh chị là hay thắc mắc là cái thẻ to này dùng để làm gì, thì cái thẻ to này nó chính là cái áo thẻ của cái thẻ nhớ đây anh chị nhé. Thì cái này là mình chỉ dùng lắp khi là mình lắp ở trong máy quay to này hoặc là mình lắp ở trong máy ảnh thì mình mới phải dùng đến cái thẻ này thôi, có đâu khi mà mình dùng F64 thì mình chỉ cần dùng đến cái thẻ nhỏ này là được anh chị nhé. Tiếp theo đó là bên em sẽ có là tem thẻ bảo hành kèm theo anh chị này. Mọi sản phẩm bên em thì đều bảo hành là đổi mới 1 năm cho anh chị nếu có lỗi của nhà sản xuất, có lỗi của kỹ thuật anh chị nhé. Ngoài ra thì trong quá trình sử dụng có cái gì không hiểu thì anh chị là có thể liên hệ với bên em để được bên em hỗ trợ. Ở đây thì bên em có ghi đầy đủ này, tên sản phẩm này, số điện thoại này, thời hạn bảo hành này. Đấy, kèm theo đó là địa chỉ cũng như là số điện thoại của kỹ thuật anh chị nhé. Thì là khi anh chị sử dụng có cái gì không hiểu thì anh chị là có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp và số điện thoại của bên em để được bên em hỗ trợ. Đấy, tiếp theo đó là bên em sẽ là tặng kèm theo anh chị một tờ giấy hướng dẫn cài đặt camera mini siêu nhỏ này. Đây, ở đây anh chị có thể thấy này. Đấy. Từ các bước tải phần mềm này, khởi động camera này đến nút thoát ra ngoài kết nối thành công thì nói chung là từ A đến Z thì là bên em có ghi đầy đủ hết vào trong này rồi. Thì là anh chị là khi mua về sử dụng ấy, mình là có thể nhìn vào đây để sử dụng mượt mà hơn, trơn tru hơn anh chị nhé. Và không phải để anh chị đợi lâu nữa, em sẽ cùng anh chị là mở cái bộ sản phẩm camera F64 này ra để xem là hình dạng nó như thế nào cũng như là cách thức sử dụng nó ra làm sao anh chị nhé. Thì là ngoài những cái thứ mình được tặng ở đây sau thì là mình sẽ làm mở cái hộp ra này. Ở đây thì anh chị có thể thấy đây, ở đây nó sẽ có các phụ kiện đi kèm này. Đầu tiên là nhân vật chính của chúng ta là camera F64 này. Đấy, tiếp theo đó ở đây là sẽ có một pin dự phòng này. Tiếp theo đó thì ở đây sẽ có một dây cáp sạc anh chị nhá. Đấy, thì khi anh chị mua bộ sản phẩm camera F64 về thì tất cả những thứ ở trên màn hình đây thì đều là của mình hết anh chị nhá. Đấy, đầu tiên thì anh chị có thể thấy cáp sạc Android này, chân Samsung này, thì một loại cáp sạc cực kỳ là phổ biến đây. Thì anh chị nào mà đang dùng điện thoại Samsung có cái chân sạc này thì anh chị là có thể là sử dụng sạc luôn cho sản phẩm đều được, hoặc là anh chị nào lỡ có làm rơi làm mất đi nữa thì anh chị có thể mua ở bất kỳ quán điện thoại nào đều có cái loại sạc này anh chị nhá. Đấy, tiếp theo đó là đây là sẽ có đặt cái pin sạc dự phòng đây chính là pin sạc dự phòng của camera anh chị nhá. Nó chỉ to hơn ngón tay cái một chút và dài khoảng tầm độ 10 phân. Thì là với cái pin sạc dự phòng này thì kết nối với cái camera F64 này thì anh chị là hoàn toàn có thể quay liên tục ở trong vòng là hơn 10 tiếng đồng hồ anh chị nhá. Còn bản thân của chiếc camera F64 này anh chị là khi sạc đầy pin này anh chị sẽ quay được hơn 2 tiếng, thêm pin dự phòng này vào thì sẽ được hơn 10 tiếng. Đấy, tiếp đến là nhân vật chính của chúng ta đây, chiếc camera F64 này thì anh chị có thể thấy đây, cực kỳ là nhỏ gọn anh chị nhá. Đấy, nhỏ xíu luôn bằng ngón tay cái của em này.
Đấy, thì là khi mình sạc pin vào đầy vào, mình chỉ cần như này nó quay được nhá, chứ mình không cần phải là dây dợ hay pin bùng gì cả. Đây chị có thể đấy bằng một ngón tay cái của em này. Đấy, ở mặt đằng trước này có mặt sần này, đấy mặt sau là mặt trơn anh chị nhá. Ở đây sẽ có mắt camera anh chị này, đấy mắt camera mini siêu nhỏ này. Đấy, ở đây là sẽ có công tắc on off này, mình muốn sử dụng được anh chị gạt lên này. Đấy, khi anh chị gạt lên thì anh chị có thể thấy này, ở đây có đèn báo đỏ này. Đấy, là báo hiệu là camera đã bắt đầu đi vào hoạt động anh chị nhé. Ở đây là chân cắm sạc này, ở đây ký hiệu là USB này. Đấy, đây là chân cắm sạc này. Tiếp theo đó ở đây là TF, thì tức là khe cắm thẻ nhớ anh chị nhé. Thì là cắm làm sao cho đúng chiều. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn anh chị luôn này. Ở đây mình sẽ lấy một cái thẻ nhớ ra. Cái mặt đồng ở đây thì anh chị sẽ hướng cho em về phía là mắt camera anh chị nhé. Sau đó anh chị đẩy vào cho em. Đây, sau đó anh chị đẩy vào này. Đấy, sau đó anh chị dí xuống này. Đấy, khi kêu tài kêu phát là như này là đã nhận thẻ OK anh chị nhé. Tiếp đến theo đó là ở đây là có nút reset. Đây, nút reset này. Thì trong quá trình sử dụng camera không phát ra mã wifi hoặc camera bị chậm thì anh chị đã có thể lấy cái tăm anh chị dí vào đây 10 đến 15 giây nhé, dí vào 10 đến 15 giây cho đến khi cái đèn này nó nháy tắt đi, là khi đó là anh chị là có thể là khởi động lại và mình sử dụng bình thường. Đấy, thì cái này sử dụng thì nó đơn giản thôi. Đấy, về cái bộ phận là bật camera thì anh chị chỉ việc lắp thẻ nhớ và anh chị gạt công tắc lên, và sau đó là mình sẽ lấy điện thoại ra và mình tạo phần mềm này và xem này. Đấy, ở đây thì mình sẽ lấy cho em một chiếc điện thoại smartphone thông minh nhá. Đấy, yêu cầu là không cần quá cao đâu, chỉ cần là có thể tải được Zalo, Facebook về cho em là được. Đấy, thì ở đây anh chị sẽ tải cho em phần mềm có tên là Lookcam. iPhone thì anh chị sẽ vào cho em là App Store. Còn anh chị nào mà dùng Samsung thì vào cửa hàng CS Play, cũng như là Vivo, Oppo, Redmi, Xiaomi thì vào phần cửa hàng tải trò chơi tương ứng nhé. Thì mình sẽ tải phần mềm Lookcam về này. Lookcam anh chị nhé. Đây, Lookcam này. Đấy, đây chính là biểu tượng của Lookcam này. Đây mình tải Lookcam chứ không phải Lookcam Pro đâu anh chị nhá. Đấy, anh chị tải về thì sau khi tải về xong thì là ở màn hình chính này, đây chính là Lookcam này. Đấy, sau khi tải về xong thì anh chị sẽ đi tìm wifi. Tất cả các dòng xem online trực tiếp từ xa bên em nó sẽ phát ra một mã wifi rất chi là dài và không có mật khẩu nhá. Đấy, ở đây là anh chị sẽ có thể đây, rất chi là dài không có mật khẩu, bắt đầu một chữ F này thì anh chị sẽ ấn vào để kết nối này. Đợi 5 đến 10 giây, ở dưới này hiện dấu tích, ở trên này hiện mã wifi là kết nối thành công. Hiện tại là mình đang vào và không cần mật khẩu, nhưng nếu anh chị làm muốn thay mật khẩu cho cái thiết bị này thì mình hoàn toàn có thể thay được nhé. Đấy, thì là ở đây là nếu mà nó có hiện là không có kết nối internet ở đây thì cũng không vấn đề gì cả, mình vẫn có thể xem được bình thường. Tại vì cái mạng wifi này là cái mạng để là anh chị là vào trên phần mềm để xem có camera, chứ không phải là cái mạng wifi để anh chị là lướt YouTube hay lướt Facebook đâu anh chị nhá. Đấy, hoặc là khi anh chị đặt kết nối xem online trực tiếp từ xa ấy, thì cái mạng này của nó sẽ tự động ẩn đi. Đấy, thế nên là người ta không bao giờ người ta có thể phát hiện ra được đâu anh chị nhá. Đấy, sau đó là anh chị sẽ là quay trở lại này, về phần mềm Lookcam này. Đấy, nếu mà anh chị vào đây nó hiện như này thì anh chị sẽ ấn vào cancel cho em nhé, cancel này chứ đừng ấn OK, ấn cancel. Đấy, ở đây sẽ hiện device online, anh chị ấn vào device online ở đây. Anh chị là muốn đổi mật khẩu thì ấn vào modify nhé. Thì là cái mật khẩu cũ của bộ sản phẩm bao giờ cũng là từ 1 đến 6 này, 1 2 3 4 5 6. Tiếp theo là new password là mật khẩu mới, config là xác nhận mật khẩu mới. Sau đó anh chị ấn OK thì người ta muốn vào được cái mã wifi này của mình là phải yêu cầu có mật khẩu nhé. Đấy, ở đây là mình muốn xem thì ấn vào device online, ấn vào cancel để xem này. Đây anh chị có thể thấy đây, ở đây thì cực kỳ là sắc nét anh chị nhé. Đây, quay rất chi là nhanh và không bị delay này. Đấy, rõ nét chưa? Đấy, chị thấy không? Chữ trước mình đọc rõ một luôn anh chị nhá. Đấy, rất chi là OK. Đấy, ở đây thì anh chị là có thể thấy ra mình hoàn toàn là có thể là zoom to, zoom nhỏ, zoom to, zoom nhỏ được bình thường hết anh chị nhá. Và ở đây anh chị sẽ thấy là đầy đủ ngày giờ phút giây ở đây, không chệch một chút nào này. Đấy, chất lượng hình ảnh ở đây thì anh chị có thể lựa chọn là 1080, 2K, 4K chất lượng. Tức là chất lượng hình ảnh càng cao ấy thì là độ phân giải nó càng cao đấy. Tức là mình lựa chọn lên 4K thì chất lượng hình ảnh nó sẽ là cao nhất anh chị nhá. Đấy, anh chị thấy không? Cực kỳ là sắc nét này. Đấy, anh chị xuống 2K thì là nó sẽ là bớt nét đi một chút anh chị nhá. Đấy, rất chi là hay. Ở đây là có cái nút bóng đèn đấy, anh chị ấn vào biểu tượng bóng đèn ở đây thì nó sẽ tương đương, nó sẽ tắt cái bóng đèn của camera đi đi anh chị nhá. Đây anh chị thấy không, tối om này, như này thì anh chị đọc quay nó không phát ra âm thanh hay ánh sáng hết. Anh chị bật lên này, bật lên này, như em test thì em mới bật thôi. Đây anh chị thấy không, lại sáng anh chị nhá. Thế nên là nhiều anh chị là khi mà khởi động camera lên thấy cái đèn đỏ là cứ sợ là như này quay người ta sẽ phát hiện ra, thì cái này anh chị yên tâm, anh chị hoàn toàn có thể tắt được. Ở đây có biểu tượng 3 chấm này, ở đây sẽ là hỗ trợ quay ban đêm anh chị nhá. Đây chị có thể thấy này, nó sẽ trở về đen trắng luôn này. Đấy, nó sẽ là hỗ trợ quay ban đêm dưới trắng mà. Đấy, tiếp theo đó là ở đây có hình tròn trắng và xám này, anh chị ấn vào hình tròn trắng xám này. Ở đây thì anh chị là hoàn toàn là mình có thể là mình có thể tăng lên nhá. Đây chính là tăng màu sắc anh chị nhá, tăng màu sắc này. Đấy, anh chị tăng lên càng nhiều thì màu sắc nó càng rực rỡ. Đấy, tiếp theo đó hình có mặt trời đây, tức là tăng độ sáng lên anh chị nhá. Đây, anh chị có thể tăng độ sáng lên này. Đấy, nhìn cực kỳ là OK. Thế ngoài ra thì anh chị là có thể là đảo ngược màn hình này,
đảo lên này, đảo xuống này, đảo trái này, đảo phải này. Đấy, anh chị là muốn chụp ảnh thì ấn vào biểu tượng máy ảnh nhé. Đây, ấn vào biểu tượng máy ảnh này. Như này chụp ảnh này. Đấy, chụp ảnh này. Chụp ảnh này. Chụp ảnh này. Đấy, còn anh chị là muốn quay phim thì sẽ ấn vào biểu tượng máy quay nhé. Nhưng mà lưu ý cho em là muốn quay phim mà có được cả âm thanh cũng như là hình ảnh rõ ràng thì mình phải ấn vào loa, ấn mic lên này. Ở gần thì nó sẽ bị xung âm, nó sẽ bị vọng, thế nên anh chị sẽ giảm âm lượng máy mo cho em nhé. Đấy, sau đó anh chị ấn biểu tượng quay này, máy quay này, quay này. Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã trở lại với điện tử bảo an hotline 0969 920 838 anh chị nhé. Thì sau khi quay xong thì anh chị sẽ ấn vào máy quay một lần nữa này. Đấy, như này là đã quay xong một lưu vào phần mềm anh chị nhé. Và bây giờ anh chị là muốn xem là quay xong lưu ở đâu thì anh chị sẽ ấn trở về cho em. Trở về này. Đấy, ở đây là mình sẽ vào phần photo anh chị nhé, photo. Ở đây chính là hình ảnh nữa mình chụp đây, anh chị có thể thấy đây. Cực kỳ là sắc nét này. Đấy, cực kỳ sắc nét này, đầy đủ ngày giờ phút giây ở đây anh chị nhá. Đấy, ở đây đây anh chị là có thể dí vào cái ảnh này. Mình có thể lưu vào điện thoại của mình này, mình có thể chia sẻ này, mình có thể xóa này, xóa một cái này, xóa xóa tất cả này, đây ví dụ điện thoại này đi. Ok. Như này là mình đã xóa anh chị nhá. Đấy, cái này thì mình hoàn toàn có thể thao tác hết ở trên phần mềm. Còn đây chính là video này, anh chị ấn vào xem này. Quay này. Quay này. Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã trở lại điện tử bảo hotline 0969 920 838 chị nhé. Anh chị có thể thấy là nghe thì cực kỳ to và rõ ràng anh chị nhé. Đấy, âm thanh thì cực kỳ là trong trẻo, cũng như là hình ảnh chất lượng thì cực kỳ là tốt. Ở đây thì anh chị là hoàn toàn có thể tua đi này. Đấy, tua tất cả các thứ ok. Ở đây nó sẽ là đầy đủ ngày giờ phút giây cho mình anh chị nhé. Đấy, đầy đủ ngày giờ phút giây luôn này. Đấy, đây là khi anh chị xem ở gần. Còn anh chị nào mà muốn là cài đặt để cho nó lưu vào thẻ nhớ, tại vì là không phải lúc nào cái điện thoại này là mình cũng cầm đi ở tay mình ấn quay được đúng không, cũng như là muốn lưu cũng như là muốn xem nội online trực tiếp từ xa thì anh chị làm cho em theo các bước này. Ở đây đầu tiên anh chị sẽ ấn cho em vào hình bánh răng là bước đầu tiên. Bước thứ hai thì anh chị sẽ ấn vào cho em một phần device setting là bước thứ hai. Đấy, ở đây nó sẽ ra cho mình là rất nhiều mục này. Ở đây ví dụ như hình cái chuông báo đây là cảnh báo chuyển động này, hình cái ổ khóa đây là thay đổi mật khẩu này, hình thẻ nhớ đây SD card setting thì tức là cài đặt thẻ nhớ anh chị ấn vào. Ở đây thì anh chị là có thể lựa chọn cho em là anh chị bật hết nút xanh cho em này. Chất lượng hình ảnh thì anh chị sẽ lựa chọn là HD cho sắc nét anh chị nhá. Đấy, ở đây là video duration từ 1 đến 30. Thì 30 là gì? 30 tức là cứ 30 phút cắt ra một video lưu lại thẻ nhớ. 1 thì là 1 phút cắt ra một video lưu lại thẻ nhớ. Thì nếu mà mình làm camera giám sát ở trong gia đình thì mình nên lựa chọn 30 nhá. Tại vì một ngày có 24 tiếng mình lựa chọn 30 thì nó sẽ cắt ra cho mình tổng cộng 48 video. Thì mình hoàn toàn là có thể là dễ kiểm soát nhất có thể. Đấy. Ở đây là format thì tức là xóa phần mềm thẻ nhớ đi. Thì sau khi là anh chị cài đặt như này xong thì anh chị chỉ việc là mở camera lên thôi là nó sẽ tự động nó quay và nó lưu lại thẻ nhớ cho mình và mình không cần phải vào phần mềm hay cầm điện thoại đi làm gì nữa cả. Đấy, rất chi là tiện lợi. Còn anh chị nào muốn xem nội online trực tiếp từ xa ấy thì anh chị sẽ ấn vào wifi setting anh chị nhá. Đấy, ấn vào wifi setting này. Còn đâu tất cả những cái dòng dưới này ở đây nó chỉ là cái thông số của phần mềm thôi anh chị nhá. Đây anh chị ấn vào wifi setting. Đấy. Thì ví dụ như là cái wifi nhà anh chị có tên là anh hàng xóm đúng không? Wifi nhà mình có tên là anh hàng xóm này. Anh chị ấn vào anh hàng xóm này. Ở đây thì anh chị sẽ nhập mật khẩu thật chính xác cho anh hàng xóm nhá. Nhập mật khẩu thật chính xác này, sau đó anh chị ấn ok. Đấy, ấn ok. Đấy, như này thì anh chị thoát ra ngoài. Đấy, anh chị đợi cho em nhé. Đợi 1 đến 2 phút để camera nó khởi động lại. Sau đó là anh chị là hoàn toàn có thể vào phần mềm và kết nối thành công. Thì trong cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng ở đây thì là bên em cũng ghi rất chi là đầy đủ nhé. Đấy, cài đặt vào wifi này, chọn biểu tượng bánh răng này, chọn wifi setting này, chọn tên wifi này, mật khẩu này, sau đó là thoát hẳn ra màn thì chính đợi 1 đến 2 phút để camera khởi động lại rồi vào phần mềm là kết nối thành công này. Đấy, và bây giờ anh chị là có thể là đơn giản đi kiểm nghiệm này. Đấy, giờ mình sẽ vào tìm wifi nhé để xem là cái mã của camera nó còn không anh chị nhá. Đây. Okay. Anh chị có thể thấy là cái mã của wifi là không còn anh chị nhá. Tức là cái mã của cái camera ấy, wifi của camera ở đây là nó sẽ tự động quản lý cho mình này. Đấy. Ở đây thế nên là người ta là sau khi mình kết nối xem từ xa như này xong thì người ta có mở điện thoại lên thì người ta cũng không tìm thấy được cái mã nào đâu anh chị nhá. Anh chị là trở về này, anh chị vào cho em là phần lookup này. Đây. Như này là đã bị device này anh chị nhá, như này là kết nối thành công xong. Đấy, anh chị ấn vào xem này. Đấy.
như này là sau khi kết nối như này xong thì anh chị là có đi làm xa đi chăng nữa, cách nhà hàng trăm hàng nghìn km thì điện thoại của anh chị chuyển có 3G, 4G hoặc wifi là anh chị đều có thể xem được bình thường anh chị nhé. Còn đây là khi xem ở xa. Còn anh chị nào mà muốn chia sẻ cho người khác cùng xem thì phải yêu cầu kết nối xem từ xa như này đã nhá. Sau đó anh chị là muốn chia sẻ cho người khác thì bảo người thân của mình tải cái phần mềm Lookcam về. Đấy, sau đó anh chị là sẽ gửi cho người ta cái mã này nhá. Đấy, cái mã bắt đầu của chữ F này. Bảo người ta ấn vào dấu cộng này. Ấn vào ADD New Online này. Ở đây là sẽ là điền một cái mất bất kỳ này. Đấy, ở đây sẽ hiện là sẽ là điền cái device tức là device ID ấy, thì tức là cái ID của camera bắt đầu bằng chữ F ấy. Đấy, ở dưới là mật khẩu, sau đó ấn OK thì là sẽ là người ta sẽ xem cùng được với mình nhá. Đấy, sử dụng thì cực kỳ đơn giản và dễ dàng thôi. Thì vừa rồi em đã giới thiệu đến anh chị cái bộ sản phẩm camera S64, một bộ sản phẩm là sử dụng cực kỳ dễ dàng cũng như là cực kỳ là nhỏ gọn. Thì anh chị nào mà có nhu cầu mua cái bộ sản phẩm này thì hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên gọi điện tới số hotline của bên em để được bên em tư vấn anh chị nhé. Ngoài cái bộ sản phẩm camera S64 này ra thì bên em còn rất nhiều các sản phẩm khác. Đấy, anh chị nào mà xem video thì vui lòng cho em một like, cùng một lượt đăng ký. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những clip tiếp theo ạ.